Arsenal đã gửi Saliba ra đi theo dạng cho mượn lần thứ 3 ở mùa giải trước, kể từ khi chơi mọi cầu thủ này từ Sanh Yachien vào năm 2019. Cầu thủ 21 tuổi thi đấu cho Marseille theo dạng cho mượn, có thể hạn một mùa giải. Saliba đã gây ấn tượng mạnh khi giúp Marseille về đích thứ 2 tại Ligue 1. Ngay sau đó thì Saliba thừa nhận muốn ở lại sân Vélodrome để thi đấu tại Champions League. Tuy nhiên mới đây, cầu thủ người Pháp đã quay xe về tương lai. Saliba đã giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa trước. Anh mới giành được một vị trí ở đội tuyển Pháp nhờ vào những màn trình diễn xuất sắc tại Marseille. Và cầu thủ này đang rất háo hức được mang phong độ đó từ sân Emirates. Tôi thuộc về Arsenal, tôi vẫn còn 2 năm ở đó. Tôi sẽ chơi giai đoạn tiền mùa giải với Arsenal. Tôi chưa chơi trận nào với Arsenal và tôi muốn thể hiện cho họ thấy khả năng của mình. Tôi hy vọng mình sẽ được trao cuộc chiến đấu vì cổ động viên và đội bóng lớn này. Mọi chuyện phụ thuộc hoàn toàn vào tôi, dù ở bất kỳ trường hợp nào, rời khỏi Arsenal như thế sẽ là một nỗi xấu hổ. Arteta vẫn luôn tự tin về khả năng Saliba trở lại Emirates và tin rằng kinh nghiệm thi đấu tại Marseille sẽ giúp ích rất nhiều cho cầu thủ này ở trong mùa giải 2022-2023. Chúng tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn, Arteta nói hồi tháng trước. Saliba cần phải trở lại, cậu có kinh nghiệm cần thiết để cạnh tranh cùng chúng tôi. Nếu Saliba ở lại với chúng tôi năm nay, với chỉ một trận đấu tại Premier League mỗi tuần, với Ben White và Gabriel trong đội, cậu ấy sẽ không được ra sân nhiều như ở Marseille, đó là điều chắc chắn. Để cậu ấy phát triển, điều đó sẽ không tốt. Saliba sẽ không ở lại cùng chúng tôi bởi vì cậu ấy sẽ không có thời gian ra sân để mà tích lũy kinh nghiệm. Lý do đơn giản chỉ là như vậy, chứ không có gì khác. Global Esport cho rằng Arsenal đã đảm bảo việc kiếm đồng với Marquinhos từ Sao Paulo. Trang này cho biết Marquinhos đã vượt qua buổi kiểm tra y tế và nói lời chào tạm biệt với Sao Paulo. Anh sẽ tới xứ sương mù để tập luyện với các đồng đội mới của mình trong những tuần tới. Tất cả những thông tin này được đưa ra trong bối cảnh cầu thủ Nam Mỹ tưởng chừng sẽ gia nhập Granvers. Tờ Telemail trước đó đưa tin Marquinhos đã ký thỏa thuận hợp đồng và sẽ gia nhập Granvers vào mùa hè trước khi Sao Paulo quyết định đưa anh tới Arsenal. Nhưng Granvers tin rằng thỏa thuận của họ với Marquinhos có sự ràng buộc về mặt pháp lý. Họ được cho là đang tham gia tư vấn pháp lý về vấn đề này. Cho đây Mail khẳng định họ đang xem xét việc kiện Sao Paulo và Arsenal và chính cầu thủ này. Không chỉ vậy, khi Marquinhos kiếm đường chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 2019, anh đã đồng ý một hợp đồng 5 năm với Sao Paulo, nhưng FIFA không công nhận các hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên dài hơn 3 năm. Vì vậy, hợp đồng của anh sẽ không có hiệu lực nếu được FIFA đưa lên. Giải pháp đơn giản nhất cho Sao Paulo là bán rẻ anh. Arsenal được cho là chấp nhận trả một khoản phí tối thiểu để hoàn tất việc ký hợp đồng và xây dựng mối quan hệ với Sao Paulo. Mùa giải vừa qua, Arsenal có những màn trình diễn ấn tượng và đứng trước cơ hội kết thúc mùa giải trong top 4, điều đồng nghĩa với tấm vé tham dự Champions League ở chiến dịch tiếp theo. Tuy nhiên, những thất bại liên tiếp trước Tottenham và Newcastle ở cho giai đoạn cuối mùa đã khiến thầy trò Arteta vấp ngã để đáng tiếc, cơ đó ngậm ngùi nhìn đại kình địch Tottenham vươn lên. Nhận xét về màn thể hiện vừa qua của pháo thủ, cựu danh thủ của Arsenal, Shaqiri đã có những phát biểu được trang Daily Mail dẫn lời. Là một cổ động viên Arsenal, điều đó thật thất vọng. Họ đã có màn thể hiện tốt và trước mùa bóng đã không ai nhận xét rằng họ sẽ có một cơ hội để kết thúc mùa giải trong top 4 cả. Arsenal vẫn ở đó khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu, những kết quả cuối cùng thật thất vọng. Dù sao đi nữa thì pháo thủ đã có một màn trình diễn ấn tượng ở trong mùa giải vừa qua. Tôi có thể thấy những ý tưởng của Arteta, ông ấy có một đội hình trẻ và họ đang đi những bước đi rất đúng đắn. Một vào mùa giải nữa và chúng ta sẽ tin Arsenal được thi đấu tại Champions League. Cầu thủ 26 tuổi đã không được trọng dụng tại Nou Camp ở mùa giải 2021-2022, nơi anh chỉ ra sân 21 trận tại La Liga. Những người như Gerard Piqué, Eric Garcia và Ronald Araujo đều được ưu tiên hơn là cầu thủ người Pháp. Và với việc Blaugrana chuẩn bị ký hợp đồng với Christensen của Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do, Langley lại càng tụt sâu trong danh sách ưu tiên dưới thời của ông Xavi. Do đó, cựu trung vệ của Sevilla, người có hợp đồng với câu lạc bộ Catalan tới năm 2026, có thể được phép ra đi. Theo Tottenham, Langley có thể sẽ lên đường sang Anh ở trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Họ cho rằng cả pháo thủ và Spurs đều có cơ hội để ký hợp đồng tạm thời với hậu vệ này. Arsenal đang tìm kiếm một trung vệ mới nếu William Saliba bị loại ra một lần nữa, và họ có thể quyết định đưa Langley về để thay thế Paulo Mari.
Udinese đang muốn kiếm đồng vĩnh viễn với Mari sau một khoảng thời gian cho mượn. Conte cũng đang tìm kiếm thêm trên thị trường chuyển nhượng để củng cố tuyến sau của mình với Davinson Sanchez và Zerundun đang đối mặt với những tương lai không chắc chắn. Langley có thể được coi là phương án thay thế nếu Spurs bỏ lỡ mục tiêu hàng đầu của mình là Bastoni. Hiện cầu thủ của Inter cũng đang được Newcastle quan tâm. Ngoài Arsenal và Tottenham, Langley còn nhận được sự quan tâm của Everton và West Ham. Nhưng có vẻ họ không thể cạnh tranh được với hai đội bóng thành London do kém hơn về danh tiếng cũng như là tiềm lực tài chính.